Thiện nam tử, ví như thầy bắn tên có các đệ tử, tuy chưa thực tập kỹ thuật của thầy mà trí huệ phương tiện khéo léo của họ, tất cả những người khác không bằng được, Đại Bồ Tát lúc ban đầu phát tâm cũng là như thế. Tuy chưa thực tập hạnh nhất thiết trí mà hết thầy trí nguyện dục giải của ngài, tất cả phàm phu thế gian và hạng nhị thừa đều không bằng được, vốn không thể nào sánh bằng trí nguyện và trí huệ của Bồ Tát. Năm dụ này nhiếp công đức thất địa, viễn hành địa. Thiện nam tử, như người học bắn tên, trước hết an trụ chân, sau đó tập cách bắn. Đại Bồ Tát cũng là như thế, muốn học đạo nhất thiết trí của Như Lai, trước hết sẽ an trụ Bồ Đề tâm, sau đó tu hành tất cả Phật pháp. Thiện nam tử, ví như nhà huyễn thuật, khi sắp làm huyễn thuật thì trước hết sẽ khởi ý nghĩ nhớ cách huyễn thuật, sau đó việc làm đều được thành tựu. Đại Bồ Tát cũng là như thế, khi sắp khởi việc huyễn thuật thần thông của tất cả chư Phật Bồ Tát thì trước hết sẽ khởi ý phát Bồ Đề tâm, sau đó tất cả mọi việc đều được thành tựu. Thiện nam tử, ví như huyễn thuật không sắc mà hiện sắc, tướng Bồ Đề tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, tuy không có sắc không thể nhìn thấy mà khắp trong 10 phương pháp giới đều thị hiện đủ thứ công đức trang nghiêm. Thiện nam tử, như người học tập bắn tên, trước hết an trụ tư thế chân cho thật vững chắc, sau đó tập cách bắn cung. Đại Bồ Tát cũng là như thế, muốn học đạo nhất thiết trí huệ của Như Lai, trước hết phải an trụ Bồ Đề tâm, sau đó tu hành tất cả Phật pháp. Thiện nam tử, ví như nhà huyễn thuật, khi sắp làm huyễn thuật thì trước hết sẽ khởi ý nghĩ nhớ phương pháp huyễn thuật, sau đó làm việc huyễn thuật mới được thành tựu. Đại Bồ Tát cũng là như thế, khi sắp khởi việc huyễn thuật thần thông của tất cả chư Phật Bồ Tát thì trước hết sẽ khởi chánh ý phát Bồ Đề tâm, sau đó học tất cả Phật pháp mới đắc được sự thành tựu. Thiện nam tử, ví như huyễn thuật vốn không sắc mà hiện sắc, nghĩa là không có đồ vật mà đột nhiên hiện ra đồ vật, tướng Bồ Đề tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, tuy không có sắc không thể nhìn thấy mà khắp trong 10 phương pháp giới đều thể hiện đủ thứ công đức trang nghiêm. Thiện nam tử, ví như con mèo vừa nhìn thấy chuột thì chuột liền chạy vào trong hang không dám ra ngoài, Đại Bồ Tát phát Bồ Đề tâm cũng là như thế, tạm dùng mắt trí huệ quan sát các hoặc nghiệp thì hoặc nghiệp liền ẩn trốn không sinh ra nữa. Thiện nam tử, ví như có người mang đồ trang nghiêm vàng diêm phù đàn thì sáng che khuất tất cả đều như đống mực đen, Đại Bồ Tát cũng là như thế, mang đồ trang nghiêm Bồ Đề tâm thì sáng che khuất công đức trang nghiêm của tất cả phàm phu và hàng nhị thừa đều không có ánh sáng màu sắc. Thiện nam tử, như đá từ thạch sức lực chút ít mà có thể hút hoại các xiềng xích sắt, Đại Bồ Tát phát Bồ Đề tâm cũng là như thế, nếu khởi một niệm thì đều có thể hoại diệt tất cả xiềng xích kiến dục vô minh. Thiện nam tử, như có từ thạch nếu thấy sắt thì liền bị hút đi không còn lưu trụ nữa, Đại Bồ Tát phát Bồ Đề tâm cũng lại như thế, các nghiệp phiền não và giải thoát nhị thừa nếu tạm thấy được liền bị ta diệt cũng không còn trụ nữa. Thiện nam tử, ví như con mèo vừa nhìn thấy chuột thì chuột liền chạy vào trong hang không dám xuất hiện ra ngoài, Đại Bồ Tát phát Bồ Đề tâm cũng lại như thế, tạm dùng mắt trí huệ quan sát tất cả cảnh giới khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo thì những hoặc nghiệp liền ẩn trốn không dám sinh ra nữa. Thiện nam tử, ví như có người mang đồ trang nghiêm vàng diêm phù đàn thì trói che khuất tất cả ánh sáng đều như đống mực đen, Đại Bồ Tát cũng là như thế, mang đồ trang nghiêm Bồ Đề tâm thì trói che khuất công đức trang nghiêm của tất cả phàm phu và hàng nhị thừa đều không có ánh sáng màu sắc. Thiện nam tử, như đá từ thạch sức lực chút ít mà có thể hút hoại tất cả xiềng xích sắt, Đại Bồ Tát phát Bồ Đề tâm cũng lại như thế, nếu sinh khởi một chánh niệm thì đều có thể hoại diệt tất cả xiềng xích kiến dục vô minh. Thiện nam tử, ví như từ thạch nếu thấy sắt thì liền bị hút đi không cách gì lưu trụ nữa, Đại Bồ Tát phát Bồ Đề tâm cũng lại như thế, các nghiệp phiền não và giải thoát nhị thừa nếu tạm thấy được liền bị tan diệt cũng không còn tồn tại. Thiện nam tử, ví như có người khéo vào trong biển cả, tất cả loài thủy tộc không thể làm hại được, giả sử vào miệng cá ma kiệt cũng không bị cá nuốt, Đại Bồ Tát cũng là như thế, phát Bồ Đề tâm vào trong biển sinh tử, các nghiệp phiền não không thể làm hại được, giả sử vào trong pháp thật tế của thanh văn duyên giác cũng không bị pháp đó làm lưu nạn. Thiện nam tử,
Ví như có người uống nước cam lộ thì tất cả các vật độc khác không làm hại được. Đại Bồ Tát cũng là như thế, uống nước cam lộ Bồ Đề Tâm thì không đọa vào bậc Thanh Văn Bích Chi Phật, vì nhờ đủ sức lực bi nguyện rộng lớn. Thiện nam tử, ví như có người được thuốc An Thiện Na dùng để thoa mắt, tuy đi tại nhân gian mà mọi người chẳng thấy. Đại Bồ Tát cũng là như thế, được thức Bồ Đề Tâm An Thiện Na hay dùng phương tiện vào cảnh giới ma mà tất cả chúng ma không thể thấy được. Thiện nam tử, ví như có người khéo vào trong biển cả nhưng tất cả loài thủy tộc không thể làm hại được. Giả sử vào miệng cá, ma kia thân lớn cũng không bị cá nuốt. Đại Bồ Tát cũng là như thế, phát Bồ Đề Tâm vào trong biển sinh tử cũng không bị các nghiệp phiền não làm hại được. Giả sử vào trong pháp thật tế của Thanh Văn và Duyên Giác, tức cũng là pháp bốn đế và pháp 12 nhân duyên, cũng không bị pháp đó làm lưu nạn. Thiện nam tử, ví như có người uống nước cam lồ thì không bị tất cả các vật độc khác làm hại được. Đại Bồ Tát cũng là như thế, uống nước cam lồ Bồ Đề Tâm thì sẽ không đọa vào bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Tại sao vậy? Vì nhờ đủ sức lực bi nguyện rộng lớn. Thiện nam tử, ví như có người được thuốc An Thiện Na thanh sắc dùng để thoa mắt, tuy đi tại nhân gian nhưng mọi người chẳng thấy người đó đi bộ. Đại Bồ Tát cũng là như thế, được thuốc Bồ Đề Tâm An Thiện Na hay dùng phương tiện vào cảnh giới ma mà tất cả chúng ma không thể thấy được. Thiện nam tử, ví như có người nương dựa ông vua thì không sợ những người khác. Đại Bồ Tát cũng là như thế, nương vào đại thế lực của vua Bồ Đề Tâm thì chẳng sợ nạn chướng che đường ác. Thiện nam tử, ví như có người trụ ở trong nước thì không sợ lửa thiêu đốt. Đại Bồ Tát cũng là như thế, trụ ở trong nước căn lành Bồ Đề Tâm thì không sợ lửa trí huệ giải thoát của hàng nhị thừa. Thiện nam tử, ví như có người nương dựa mãnh tướng thì không sợ hãi tất cả oán địch. Đại Bồ Tát cũng là như thế, nương dựa vào đại tướng dũng mãnh Bồ Đề Tâm thì không sợ tất cả ác hạnh oán địch. Thiện nam tử, như trời đế thích cầm chày kim cang thuyết phục tất cả chúng Atula. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, cầm chải kim cang Bồ Đề Tâm thôi phục tất cả các ma ngoại đạo. Thiện nam tử, ví như có người nương dựa vào ông vua thì không sợ những người khác. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nương vào đại thế lực của vua Bồ Đề Tâm thì chẳng sợ nạn chướng che đường ác. Thiện nam tử, ví như có người trụ ở trong nước thì không sợ bị lửa thiêu đốt. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trụ ở trong nước căn lành Bồ Đề Tâm thì không sợ bị lửa trí huệ giải thoát của hàng nhị thừa. Thiện nam tử, ví như có người nương dựa vào đại tướng quân dũng mãnh thì không sợ hãi tất cả oán địch. Đại Bồ Tát cũng là như thế, nương dựa vào đại tướng quân dũng mãnh Bồ Đề Tâm thì không sợ tất cả ác hạnh oán địch. Thiện nam tử, ví như trời đế thích tay cầm chày kim cang thuyết phục được tất cả chúng Atula. Đại Bồ Tát cũng là như thế, cầm chải kim cang Bồ Đề Tâm thuyết phục được tất cả các thiên ma ngoại đạo, khiến cho chúng không thể nhiễu loạn tâm thanh tịnh của người tu đạo. Bốn dụ này nhiếp công đức của bát địa, bất động địa. Thiện nam tử, ví như có người uống thuốc diên linh thì mạnh khỏe lâu dài, không già không ốm. Đại Bồ Tát cũng là như thế, uống thuốc diên linh Bồ Đề Tâm thì ở trong vô lượng kiếp tu Bồ Tát hạnh, tâm không mỏi nhàm, cũng không nhiễm trước. Thiện nam tử, ví như có người điều hòa thuốc nước thì trước hết nên lấy nước trong sạch. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, muốn tu tất cả hạnh nguyện Bồ Tát thì trước hết nên phát khởi Bồ Đề Tâm. Thiện nam tử, ví như có người muốn giữ gìn thân thể thì trước hết giữ gìn mạng sống. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, muốn hộ trì Phật Pháp thì trước hết nên hộ trì Bồ Đề Tâm. Thiện nam tử, ví như có người mạng sống sắp chấm dứt thì không thể lợi ích cha mẹ và thân quyến. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu hút xả Bồ Đề Tâm thì không thể lợi ích tất cả chúng sinh, không thể thành tựu công đức của chư Phật. Thiện nam tử, ví như biển cả không ai hủy hoại được, biển Bồ Đề Tâm cũng lại như thế, các nghiệp phiền não tâm nhị thừa không thể hủy hoại được. Thiện nam tử, ví như ánh sáng mặt trời, ánh sáng của các tinh tú không thể trói che được, ánh sáng mặt trời Bồ Đề Tâm cũng lại như thế, tất cả trí huệ quang minh vô lậu của hàng nhị thừa không thể che khuất được. Thiện nam tử, ví như có người uống thuốc diên linh tăng thọ thì mạnh khỏe thọ mạng lâu dài, cũng không già cũng không ốm. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, uống thuốc diên linh Bồ Đề Tâm thì ở trong vô lượng kiếp tu hành Bồ Tát hạnh, tâm không mỏi nhàm, cũng không nhiễm ô pháp thế gian, cũng không chấp trước pháp thế gian. Thiện nam tử, ví như có người khi điều hòa thuốc nước thì trước hết nên lấy nước trong sạch nhất
Đại Bồ Tát cũng là như thế, muốn tu tất cả hạnh nguyện Bồ Tát thì trước hết nên phát khởi Bồ Đề tâm. Thiện nam tử, ví như có người muốn giữ gìn thân thể thì trước hết giữ gìn mạng căn. Đại Bồ Tát cũng là như thế, muốn hộ trì Phật Pháp thì trước hết nên hộ trì Bồ Đề tâm. Thiện nam tử, ví như có người nếu mạng sống sắp chấm dứt, không thể lợi ích cha mẹ và thân quyến. Đại Bồ Tát cũng là như thế, nếu xả Bồ Đề tâm thì không thể lợi ích tất cả chúng sinh, không thể thành tựu công đức của chư Phật. Thiện nam tử, ví như biển cả không cách gì làm tổn hại được, biển Bồ Đề tâm cũng là như thế, các nghiệp phiền não và tâm nhị thừa không thể tổn hại được. Thiện nam tử, ví như ánh sáng mặt trời, ánh sáng của các tinh tú không thể chói che được ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời Bồ Đề tâm cũng là như thế, tất cả trí huệ quang minh vô lậu của hàng nhị thừa không thể che khuất được ánh sáng mặt trời Bồ Đề tâm. Thiện nam tử, như vương tử mới sinh ra thì được các quan đại thần tôn trọng vì nhờ giống tánh tự tại. Đại Bồ Tát cũng là như thế, ở trong Phật Pháp phát Bồ Đề tâm thì được các bậc kỳ cựu tu lâu phạm hạnh thành văn duyên giác đều tôn trọng vì nhờ đại bi tự tại. Thiện nam tử, ví như vương tử, tuổi tuy còn nhỏ nhưng tất cả đại thần thầy đều kính lễ. Đại Bồ Tát cũng là như thế, tuy ban đầu phát tâm tu Bồ Tát hạnh nhưng hàng nhị thừa kỳ cựu đều kính lễ. Thiện nam tử, ví như vương tử, tuy ở trong tất cả các quan chưa được tự tại nhưng đã đủ tướng làm vua, chẳng giống với tất cả các quan vì nhờ nơi sinh tôn quý thủ thắng. Đại Bồ Tát cũng là như thế, tuy ở trong tất cả nghiệp phiền não chưa được tự tại nhưng đã đầy đủ tướng Bồ Đề, chẳng giống với tất cả hàng nhị thừa vì nhờ giống tánh bậc nhất. Thiện nam tử, ví như báu đẹp mani thanh tịnh, vì mắt có mạng nên thấy chẳng thanh tịnh. Báu Bồ Đề tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, người không có trí huệ thì không tin vì nhận rằng chẳng thanh tịnh. Thiện nam tử, ví như vương tử mới sinh ra thì được các quan đại thần tôn trọng xưng là thái tử, vì sao? Vì nhờ giống tánh tôn quý tự tại. Đại Bồ Tát cũng là như thế, ở trong Phật Pháp phát Bồ Đề tâm thì được các bậc kỳ cựu tu lâu phạm hạnh thanh văn duyên giác đều tôn trọng. Tại sao? Vì nhờ đại bi tự tại. Thiện nam tử, ví như vương tử, tuổi tuy còn nhỏ nhưng tất cả đại thần đều phải kính lễ. Đại Bồ Tát cũng là như thế, tuy ban đầu phát tâm tu Bồ Tát hạnh nhưng hàng nhị thừa kỳ cựu đều kính lễ, không thể khinh khi Bồ Tát ban đầu phát Bồ Đề tâm. Thiện nam tử, ví như vương tử, tuy ở trong tất cả các quan đại thần chưa được tự tại, chưa làm vua nhưng đã đầy đủ tướng làm vua, chẳng giống với tất cả các quan đại thần. Tại sao? Vì nhờ sinh vào nhà vua tôn quý thủ thắng. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tuy ở trong tất cả nghiệp phiền não chưa được tự tại nhưng đã đầy đủ tướng Bồ Đề, chẳng giống với tất cả hàng nhị thừa. Tại sao? Vì nhờ giống tánh bậc nhất. Thiện nam tử, ví như báu đẹp mani thanh tịnh, vì con mắt có màng nên thấy chẳng thanh tịnh. Báu Bồ Đề tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, người không có trí huệ thì không tin vì nhận rằng chẳng thanh tịnh. Mười dụ này như công đức của cửu địa thiện huệ địa. Thiện nam tử, ví như có thuốc được chú gia trì, nếu có chúng sinh thấy nghe cùng ở với nhau thì tất cả các bệnh đều được tiêu diệt. Thuốc Bồ Đề tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, tất cả căn lành trí huệ phương tiện Bồ Tát nguyện trí cùng nhiếp trì, nếu có chúng sinh thấy nghe cùng ở nghĩ nhớ thì các bệnh phiền não đều được trừ diệt. Thiện nam tử, ví như có người thường trì cam lồ thì thân người đó rốt ráo không biến hoại. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu thường nhớ trì cam lồ Bồ Đề tâm thì khiến cho thân nguyện trí rốt ráo không biến hoại. Thiện nam tử, như người máy bằng gỗ, nếu không có những cái chốt thì thân sẽ tàn rã chẳng thể vận động được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu không có Bồ Đề tâm thì hạnh liền phân tán, không thể thành tựu tất cả Phật Pháp. Thiện nam tử, ví như có thuốc dùng chú thuật gia trì mà thành công, nếu có chúng sinh thấy được thuốc này hoặc nghe được thuốc này hoặc mang thuốc này trên thân thì hết thảy tất cả bệnh tật đều được tiêu diệt. Thuốc Bồ Đề tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tất cả căn lành, tất cả trí huệ, tất cả pháp phương tiện Bồ Tát phát nguyện, hết thảy trí huệ cùng nhiếp trì với nhau, nếu có chúng sinh thấy nghe hoặc cùng ở hoặc nghĩ nhớ thì hết thảy tất cả bệnh phiền não đều được trừ diệt. Thiện nam tử, ví như có người thường trí cam lộ thì thân thể người đó rốt ráo không thay đổi, không tổn hoại.
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu thường nhớ trì cam lộ Bồ Đề Tâm thì khiến cho thân nguyện trí rốt ráo không đổi không hoại. Thiện nam tử, ví như người máy bằng gỗ, nếu không có chốt thì thân thể người máy bằng gỗ sẽ tan rã, chẳng thể vận động được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu không có Bồ Đề Tâm thì hạnh liền phân tán, không thể thành tựu tất cả Phật Pháp. Thiện nam tử, như truyện Luân Vương có báu trầm hương tên là Tượng Tạng, nếu đốt lên hương này thì bốn thứ binh của vua đều bay lên hư không. Hương Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu phát tâm này liền khiến cho tất cả căn lành của Bồ Tát vĩnh viễn thoát khỏi ba cõi, đi trong hư không vô vị trí huệ của Như Lai. Thiện nam tử, ví như kim cang chỉ từ nơi kim cang và nơi vàng sinh ra, chẳng phải nơi các báu khác sinh ra. Bồ Đề Tâm kim cang của Đại Bồ Tát cũng là như thế, chỉ từ nơi kim cang đại bi cứu hộ chúng sinh và nơi vàng cảnh giới trí nhất thiết trí thủ thắng mà sinh ra, chẳng phải nơi khác căn lành chúng sinh sinh ra. Thiện nam tử, ví như có cây tên là vô căn, chẳng phải từ rễ sinh ra mà cành lá hoa quả thảy đều xung xuê. Cây Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, không có rễ mà hay nuôi lớn cành lá hoa quả trí nhất thiết trí thần thông đại nguyện che mát khắp thế gian. Thiện nam tử, ví như chuyển luân thánh vương có báu trầm hương tên là Tượng Tạng, nếu đốt lên thứ hương này thì bốn thứ binh của chuyển luân thánh vương, tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, nhờ sức lực của thứ hương này đều bay lên hư không. Hương Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu phát tâm này liền hay khiến cho tất cả căn lành của Bồ Tát vĩnh viễn thoát khỏi ba cõi, đi trong hư không vô vi trí huệ của Như Lai. Thiện nam tử, ví như kim cang, kim cang là cang trong kim, công dụng đầy đủ là kiên cố, quang minh, sắc bén. Chỉ từ nơi kim cang và nơi vàng sinh ra, chẳng phải từ nơi các báu sinh ra. Bồ Đề Tâm kim cang của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chỉ từ nơi kim cang đại bi cứu hộ chúng sinh và nơi vàng cảnh giới trí nhất thiết trí thủ thắng mà sinh ra, chẳng phải nơi khác căn lành chúng sinh sinh ra. Thiện nam tử, ví như có cây tên là vô căn, chẳng phải từ rễ sinh ra mà cành lá hoa quả thảy đều xung xuê. Cây Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, không có rễ mà hay nuôi lớn cành lá hoa quả trí nhất thiết trí thần thông đại nguyện che mát khắp thế gian. Sáu dụ này nhiếp công đức thập địa pháp vân địa. Thiện nam tử, ví như kim cang, chẳng phải đồ đựng tốt xấu và đồ đựng bị bể có thể chứa đựng được, chỉ trừ đồ đựng nguyên vẹn tốt đẹp mới chứa đựng được. Kim cang Bồ Đề Tâm cũng lại như thế, chẳng phải đồ đựng chúng sinh hạ liệt đố kỵ phá giới giải đãi vọng niệm không có trí huệ có thể chứa đựng được, cũng chẳng phải đồ đựng chúng sinh thối thất trí nguyện thù thắng tán loạn ác giác có thể chứa đựng được, chỉ trừ đồ đựng châu báu thâm tâm của Bồ Tát. Thiện nam tử, ví như kim cang hay xuyên thủng các báu, kim cang Bồ Đề Tâm cũng lại như thế, hay xuyên thủng tất cả pháp bảo. Thiện nam tử, ví như kim cang hay hủy hoại các núi, kim cang Bồ Đề Tâm cũng lại như thế, hay hủy hoại các núi tà kiến. Thiện nam tử, ví như kim cang dù đã hấp bể nhưng tất cả các báu khác đều không bằng được, kim cang Bồ Đề Tâm cũng lại như thế, dù trí liệt có chút suy tổn vẫn thủ thắng hơn tất cả công đức của hàng nhị thừa. Thiện nam tử, ví như kim cang dù có tổn giảm vẫn trừ diệt được tất cả bần cùng. Bồ Đề Tâm kim cang cũng lại như thế, dù có tổn giảm chẳng tấn được các hạnh, cũng xả ly được tất cả sinh tử. Thiện nam tử, ví như kim cang chẳng phải đồ đựng xấu và đồ đựng bị bể có thể chứa đựng được, chỉ trừ đồ đựng nguyên vẹn tốt đẹp mới chứa đựng được kim cang. Kim cang Bồ Đề Tâm cũng lại như thế, chẳng phải đồ đựng chúng sinh hạ liệt đố kỵ phá giới giải đãi vọng niệm không có trí huệ có thể chứa đựng được, cũng chẳng phải đồ đựng chúng sinh thối thất trí nguyện thủ thắng tầm loạn ác giác có thể chứa đựng được, chỉ trừ đồ đựng châu báu thâm tâm của Bồ Tát mới chứa đựng được. Thiện nam tử, ví như kim cang hay xuyên thủng tất cả các báu, kim cang Bồ Đề Tâm cũng lại như thế, hay xuyên thủng tất cả pháp bảo. Thiện nam tử, ví như kim cang hay hủy hoại tất cả các núi, kim cang Bồ Đề Tâm cũng lại như thế, hay hủy hoại tất cả các núi tà kiến.
Thiện nam tử ví như kim cang, dù đã hết bể không còn nguyên vẹn, nhưng tất cả các báu khác so với sự kiên cố quang minh sắc bén của kim cang đều không bằng được. Kim cang bồ đề tâm cũng là như thế, dù trí liệt có chút suy tổn, vẫn thủ thắng hơn tất cả công đức của hàng nhị thừa. Thiện nam tử ví như kim cang, dù bị tổn giảm vẫn trừ diệt được tất cả bẩn cùng. Bồ đề tâm kim cang cũng là như thế, dù có tổn giảm chẳng tấn được các hạnh, cũng xả ly được tất cả sinh tử. Thiện nam tử như chút kim cang có thể phá hoại được tất cả các vật. Kim cang bồ đề tâm cũng là như thế, vào chút cảnh giới liền phá hết tất cả vô tri các hoặc. Thiện nam tử ví như kim cang chẳng phải phàm phu đắc được, kim cang bồ đề tâm cũng là như thế, chẳng phải chúng sinh ý chí hạ liệt đắc được. Thiện nam tử ví như kim cang, người chẳng biết châu báu thì không biết được công phần và tác dụng